Ồ, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của bên xe điện Bảo Nam nhé. Và ngày hôm nay bên xe điện Bảo Nam sẽ quay review mẫu xe máy điện Xman eIdea 2017, và nhưng mà nó lại là một cái màu hoàn toàn mới, đó chính là màu xanh DB, hay còn gọi màu khác là màu đen xanh. Nhưng mà ở đây xe được họa tiết cái màu xanh DB các bạn nhé. Vâng, và trước mặt các bạn chính là chiếc xe máy điện Xman eIdea 2017 của bên Nam đang phân phối ra thị trường. Vâng, và bây giờ Nam sẽ review tất cả các cái chi tiết mà khách hàng được nhìn thấy để chiếc Xman eIdea này một cách chi tiết nhất, tốt nhất có thể của các bạn nhìn thấy nhé. Vâng, và trong video này thì các bạn có thể cùng bình luận, comment ở bên dưới. Vâng, và đăng ký subscribe kênh YouTube của bên xe điện Bảo Nam. Các bạn có thể bình luận ở bên dưới để cùng bình luận nghiên cứu về chiếc Xman eIdea 2017 này có gì mới nhé. Vâng, sau đây là mình sẽ zoom gần cho bạn xem này. Thứ nhất là bộ phận đầu đèn của xe này. Các bạn được nhìn này. Chiếc Xman eIdea này, bộ phận đầu đèn là khá là đẹp. Cái cách phối màu khá đẹp, mọi người có bị chói sáng quá không nhỉ? À. Mình đang tập trung quay rất là cận cảnh các cái chi tiết của chiếc Xman eIdea này. Rất nhiều khách hàng quan tâm và đang chờ đợi chiếc này. Trong cái phân khúc mà X-Man và X-Man thì X-Man eIdea đang chiếm thị phần là tốt nhất, còn trong phân khúc xe điện X-Man thì X-Man Cruise cũng là một trong những dòng mà đang chiếm nhiều cảm tình nhất của người tiêu dùng. Vâng, mình đang cái phần đầu của xe, các bạn nhìn thấy cách phối màu xe rất là đẹp, màu xanh DB đen rất là đẹp. Đèn tam giác này, tiếp theo xuống nữa là phanh đĩa này. Thì có một cái điều đặc biệt mà chiếc Xpan này mang lại, đó chính là màu đen tem xanh DB, một trong những cái màu mà rất nhiều người các bạn thích. Thì ở đây các bạn nhìn thấy đây, phía sau nó phối với cả màu bạc các bạn này. Vàng làm phóc rất là êm. Logo chính hãng của EAD. Anh em xem video thì có những nhận xét gì về xe hoặc là những cái gì cần hỗ trợ về xe thì cứ comment bên dưới để bên mình sẽ hết sức hỗ trợ. Và vậy là mình đã nhìn cái tổng thể xe rồi. Bây giờ mình sẽ đến cái từ chi tiết một nhé. Ok, bắt đầu tính vào từ chi tiết một nào. Lốp của chiếc Xman eIdea cũng là lốp 350-10, cùng size lốp với lại Xman các bạn nha. Thì lốp trừ 10 lúc nào đi cũng rất là bền và tốt. Lốp là lốp không xăm, các bạn có thể thay thế vá đâu rất là nhanh. Và tôi đang nhìn các cái bộ tem của xe này, cái bộ đèn chiếu hậu này. Vâng, đến cái yên là một trong những cái bộ phận mà ngồi rất là thoải mái của EAD. Thì thực tế thì là cái mẫu X-Man có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2016. Thế nhưng mà vì là cái số lượng X-Man nó nhiều, với lại là bên Nam mà trước chưa có phân phối đến X-Man mấy, là bây giờ bắt đầu chuyển sang phân phối các X-Man nữa. Mà các bạn nhìn thì không, đây là chân chống điện các bạn nhé. Một điều đặc biệt của chiếc X-Man này là xe tích hợp chân chống điện, có nghĩa là khi các bạn ngắt chân chống xuống xe sẽ tự động ngắt điện đi. Đó là một cách rất là hay. Đó cũng là một cách rất là hay. Đó, các bạn có những trải nghiệm mới, có những cái sự mới lạ hơn. Và thứ nhất là nó cũng rất là an toàn cho các bạn. Thì dòng Xman eIdea này mình thì mình cực kỳ ấn tượng với cách phối màu của Xman eIdea. Thứ như là cách phối màu xanh đen này rất là đẹp. Mình bị ấn tượng với cách phối màu này các bạn ạ. Vâng. Logo chính hãng của eIdea này. Vâng. Các bạn này, hiện tại bây giờ mà trên thị trường có rất nhiều các loại mà quảng cáo là eIdea, nhưng mà các bạn chú ý nhé, những cái sản phẩm nào mà không có logo chính hãng của eIdea này là không phải này. Mặt đồng hồ này. Rồi. Biểu tượng của eIdea ở trên cốc bình xăng có nhé. Đây. Anh em đang nhìn thấy cái đầu đèn và cái phanh đĩa trước này. Vâng. Đây là cái lốp trước này. Tổng thể của xe này.
có lốp xăng quá không nhỉ? Đây các anh bạn bè anh em nhìn thấy đây, và khách hàng nhìn thấy đây là cái logo chính hãng của AD này. Đó, logo chính hãng của AD. Và cái bên phải đây thì là ba chế độ đi. Đi chậm, nhanh và trung bình. Còn đây là ổ cắm khóa cơ này. Bên này là xi nhan này, với lại đèn pha này, còi này. Vâng. Đây là tem xe rất là đẹp các bạn ạ. Phải nói là tem xe của AD làm rất đẹp, rất đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Cái cách phối màu này rất là đẹp, thể thao. Cái sản phẩm này hiện tại đang có bán tại cửa hàng xe điện Bảo Nam các bạn nhé. Các bạn có thể truy cập vào website xebảonam.com để xem sản phẩm này, hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại 0979662288 để mua hàng cách nhanh nhất đấy. Ngoài ra có rất nhiều số điện thoại còn lại, ví dụ như là 0977663311. Ok, vậy là tớ đã quay một cách cái tổng thể chi tiết của chiếc X-Man EID màu xanh DB, một trong những cái màu mà rất nhiều các bạn trẻ quan tâm và thích lựa chọn. Vâng, ok. Cần giải đáp các thắc mắc về xe X-Man, X-Man thì các bạn có thể comment ngay ở bên dưới video. Nhớ đăng ký kênh YouTube của xe điện Bảo Nam để xem nhiều video hơn nha các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.